đó thì tao sai đó, mày bắt tao ở tù đi, đó đó tao làm đó. Đó. Tôi hỏi nó trường hợp em có sai, em có giết người nó của, không có lấy tôi tự do thì em có lấy chết ai không? Tôi hỏi nó tin vậy hả? Em nói với chế nghe nè, chế cứ bình tĩnh lại còn một chút có lãnh đạo. Tôi không có bình tĩnh, em tôi vậy mà tôi sao biết bình tĩnh? Em cứ sợ hỏi là sao tôi bình tĩnh? Tao có vụ rồi tôi. Chú coi xem sao. Không có người ta hồi nãy giờ. Nó có thể bắt ở tù rồi, đừng có nói đứng ở đây. Chú coi kêu người ta lại giải quyết. Nhớ mà chú tao nữa. Thông cảm đi. Không ăn được đâu, đụng tao. Đây là con tự ha, để anh em ta giải quyết sao ha. Để anh em ta giải quyết sao ha. Anh nói với Thanh Thượng á, anh nói chuyện thôi, anh nói với Thượng á. Con cái người lại giải quyết mà công an quýnh quýnh em tôi cỡ đó nổ máu kìa. Rồi công an quýnh em tôi kìa. Con em công an kêu em tôi lại giải quyết mà quýnh em tôi cái cỡ này nè. Em tôi giết người, giết người giết của là cái gì? Em tôi quýnh ai? Tại sao mà em quýnh em tôi cái cỡ đó? Giết người giết của vậy mà quýnh em tôi cái cỡ đó? Kêu em tôi lại giải quyết. Tại sao mà quýnh em tôi? Em tôi sai cái gì? Em tôi quên ai? Em tôi giết ai? Sao dân lại giải thích mà quên dân? Công an làm vậy phải không? Công an làm vậy đúng không? Nếu tụi tao sai là nãy giờ tụi mày em tôi lại giải quyết. Nếu tao sai là nãy giờ có là tụi mày cộng tụi tao bây giờ. Tao giải quyết cho đâu đó đàng hoàng rồi. Tại sao mà lôi em tôi kéo em tôi về mời em tôi lại đây không quên em tôi cái cỡ đó? Cứu người, tôi người, đầu người, lấy dân lại mày đập gì cho. Sao vậy? Cái nó làm vậy vậy? Lực ra, lực binh mà lực binh ra phải không? Đi qua lại luôn cho luôn à. Mày sao vậy? Một bánh cỡ đó đó. Mày lui. Mày bánh cỡ đó.